Đến với chùa Thanh Lương thì mình thấy rất là nhiều điều mới. Phía trong khu vực này, nhà chùa cũng đang cải tạo lại rất là nhiều điều mới trong đây nè cả nhà. Bây giờ mình vào phía trong cùng khám phá nha. Trước cổng chùa các bạn thấy có xuất hiện hai chú hổ tượng trưng cho năm Nhâm Dần năm nay. Đây là hai chú hổ được nhà chùa mới làm lại mới, rất đẹp luôn cả nhà. Và có hai cây mai với rất là nhiều bông được bố trí ngay tại chùa. Rất nhiều rùa hả bà ba ở chùa. Lạ quá. Chùa bà ba ở chùa rất là nhiều luôn. Những công trình này thì vẫn còn đang trong quá trình thực hiện. Các bạn thấy sắp tới ở những khu vực này sẽ hoàn thiện rất là nhiều điều mới và độc lạ ở khu vực này. Các bạn thấy chùa Thanh Lương, mỗi khi mình đến với chùa thì mình thấy rất nhiều điều lạ, thường xuyên thay đổi, rất là đẹp luôn cả nhà. Phía trước chúng ta đó là tượng Phật Quan Âm ở dưới mặt hồ. Ở khu vực này thì nhà chùa cũng đã cải tạo lại khu vực nền, cũng như là trang trí rất là nhiều hoa văn, tạo nên phong cảnh hữu tình ra về những ngày Tết này cả nhà. Chơi cho mình hả?
Còn ở khu vực này thì nhà chùa sẽ làm một cái nhà tranh theo kiểu nhà xưa anh. Trang trí ở đây cũng chắc rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đặc biệt là vào buổi tối thì chùa lên đèn rất là đẹp. Mình thích nhất khi mà đến chùa Thanh Lương vào buổi tối, khung cảnh vừa đẹp mà vừa yên tĩnh với rất nhiều ánh đèn.
Thank you.